Xin chào các bạn, mình là Tuấn và đây là sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu giày mới, một mẫu giày 376. Và các mẫu sản phẩm này có gì đặc biệt? Bên ta sẽ đi một phần chi tiết để tìm hiểu về sản phẩm nào. Rồi. Thì sao bạn, chúng ta sẽ thấy đây là một sản phẩm có những màu trắng đen. Đây, những họa tiết trên đây. Và đây là phần thân được làm từ vải tổng hợp với những họa tiết trên đây, với những đường may tỉ mỉ và chắc chắn. Mà chúng ta sẽ thấy đây là một phần dây buộc rất là tiện lợi các bạn. Khi chơi mình nhỏ mình có thể siết lại và chơi mình lớn mình có thể nới ra chơi vừa sản phẩm này. Đây là phần đế được làm từ cao su tổng hợp với những phần vân chống trơn trượt ha. Và kèm mỗi một size sản phẩm đây. Phần đế này có rất là bền. Và đây là phần lót được làm từ miếng lót khử mùi. Đảm bảo khi di chuyển nhiều hoặc ra mồ hôi chân cũng không có bị hôi chân ha. Và đây là sơ bộ sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ test thử cái đồ hình sản phẩm cho các bạn xem bằng cách mình sẽ bê công sản phẩm này. À, bằng sẵn đó. Và như các bạn đã thấy, sau khi mình bẻ vào vặn sáng sản phẩm thì sản phẩm nhanh chóng quay về phần ban đầu và không hề có dấu hiệu xây xét hay là gì gấp bẻ cả. Đây, không có hề. Và bây giờ mình sẽ so sánh nữa hai sản phẩm cho các bạn xem ha. Đây, hai chiếc đây. Hàng tay giống nhau đấy. Và không hề có dấu hiệu gì cả. Đây, hàng tay như nhau, rất là bền. Sản phẩm này rất bền nên có thể sử dụng trong vòng 2 năm. Đấy. Các bạn có thể ấn mua sản phẩm trên trang của mình và hãy nhớ mua đơn hàng cho 149 ngàn để được miễn phí vận chuyển nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.